Vụ án Triệu Phú 77 tuổi chết bất thình lình sau 3 tháng kết hôn, loạt hành động bất thường tố cáo âm mưu tàn độc của vợ trẻ vào ngày 28 tháng 4 vừa qua. Cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ Kosaki Suzo, vợ của Triệu Phú quá cố Suke Nozaki, 77 tuổi. Người đã qua đời cách đây 3 năm chỉ sau 3 tháng kết hôn. Kosaki Suzo, từng là một người mẫu đã bị cáo buộc sát hại người chồng hơn cô 55 tuổi. Triệu Phú Nozaki đã qua đời trên chiếc ghế sofa tại nhà riêng ở Wakayama vào ngày 24 tháng 5 năm 2018. Ban đầu nguyên nhân về cái chết của ông được xác định là tự nhiên, nhưng sau đó, một báo cáo chất độc cho thấy trong máu ông có hàm lượng chất kích thích rất cao. Mới đây, truyền thông và cảnh sát Nhật Bản đã công bố một số thông tin mới nhất liên quan đến vụ án này. Theo đó, cảnh sát tìm thấy dấu vết của chất kích thích trên sàn nhà và trong máy hút bụi tại nhà riêng của ông Nozaki. Nhật ký điện thoại của cô Suzo cho thấy, trước khi chồng chết, người phụ nữ này đã liên lạc với một tên buôn chất cấm. Truyền thông Nhật Bản cho hay, Suzo được cho là thử sử dụng thuốc trên chó cưng của người phụ nữ và con vật này đã chết trước Triệu Phú Nozaki chỉ trong một thời gian ngắn. Bên cạnh đó, Suzo bị cáo buộc có hành vi tẩu tán tài sản bất thường cho thấy cô âm mưu giết chồng ra để chiếm đoạt tài sản. Theo đài truyền hình Nhật Bản NHK, trước khi qua đời, ông Nozaki dường như đã cảm thấy thất vọng với cách sống của vợ và đã tính đến chuyện ly hôn. Suzo đứng trước nguy cơ phải chấm dứt cuộc sống xa hoa, đây được coi là động cơ khiến cô gái này ra tay sát hại chồng nhằm chiếm trọn tài sản đồ sộ của ông này. Cảnh sát Nhật Bản nói họ đã nghi ngờ Suzo trong nhiều năm vì cô này là người duy nhất có mặt tại căn nhà khi Nozaki qua đời. Một quản gia khai với cảnh sát rằng Suzo đã cho Nozaki uống loại nước có chứa chất độc ngay trước khi Nozaki tử vong. Vài tuần sau đám tang chồng, Suzo đã bắt đầu tìm cách vơ vét tài sản. Cô ta tự nhận mình là chủ tịch công ty kinh doanh của chồng, gọi người thân của chồng đến để chia tài sản. Cô ta từng chuyển hơn 300.000 USD, hơn 6,8 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại từ tài khoản công ty sang tài khoản cá nhân, theo đơn tố cáo của các nhân viên công ty. Ngoài ra, sau khi người chồng hơn 55 tuổi qua đời, Saki Suzo đã yêu cầu một công ty nghệ thuật định giá bức tranh thuộc quyền sở hữu của ông Nozaki. Nguồn tin cho biết Triệu Phú quá cố cũng sở hữu nhiều tác phẩm nghệ thuật và những món đồ xa xỉ khác. Cơ quan điều tra nghi ngờ vợ trẻ của tỷ phú này đã lên kế hoạch bán những vật phẩm đắt tiền này để trục lợi. Hiện chưa rõ liệu Suzo chỉ nhận được thông tin định giá từ công ty nghệ thuật hay đã bán bức tranh. Theo nguồn tin của cảnh sát, Suzo cho đến nay vẫn im lặng, không nhận tội giết chồng, nhưng thái độ của cô ta trong đám tang chồng dường như đã nói lên tất cả. Trong suốt lễ tang, Suzo không tỏ ra quan tâm, chỉ ngồi bấm điện thoại và thoải mái tươi cười vui vẻ. Một vị khách đi qua và nói, đây có lẽ là giây phút khó khăn sau cái chết của chồng cô. Suzo nhún vai nói, không hề.